trên sân khấu. Và tí xíu nữa thôi quý vị, tí xíu nữa thôi, chúng ta đừng manh động, và đêm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc ca sĩ Châu Gia Kiệt. Và một điều đặc biệt hơn, đêm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng nha quý vị nha. Dạ vâng, nữ nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng sẽ xuất hiện trên YouTube vào lúc 12 giờ tối đêm nay nha quý vị. Dạ. Má này nè. Ý là đoàn em thì tăng cường ca sĩ Châu Gia Kiệt, còn mọi người mình yêu thích nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng thì mình lên YouTube mình gõ giùm em 12 giờ hoặc là giờ nào cũng được thì con Phượng Hằng sẽ hát cái tài đó nha. Nói gì kìa? 72 vé ra giùm em đi. Bao nhiêu em? 72. Trời ơi, dòng đưa có mọi gọi nha. Bây giờ ai ủng hộ cho Hồ Tiểu Vy, Hồ Tiểu Vy cho bóp chim một cái nha quý vị. Dạ. Đó, bóp chim trên đầu, chờ chị chưa nói hết. Rồi, Hồ Tiểu Vy còn mấy vé em ơi? 72 vé. Một vòng bao nhiêu mà còn 72 bà nội. Rồi bây giờ nào quý vị, ai thương tình ủng hộ vòng loại này và vòng bên cho chúng em sẽ sổ nhanh lẹ. Và vòng loại sau sẽ mời anh Châu Gia Kiệt lên đây phục vụ cho toàn thể quý vị luôn nha. Không biết có ai thương tình ủng hộ cho người đẹp Hồ Tiểu Vy, chỉ cần ở đây hoặc là ở Thủ Dầu Một hay là ở Bến Cát, ở quán của Ú Bình Dương rồi đó. Bến Cát, Bình Dương rồi, chỉ cần dơ vé lên ủng hộ Hồ Tiểu Vy chạy tới liền. Bây giờ ai mở hàng thử một vé đi quý vị, xa xa đi quý vị. Xa xa đi là Hồ Tiểu Vy chạy tới liền. Có thể bên đây hoặc là trên lầu, ai mua giơ tay lên ủng hộ Hồ Tiểu Vy chạy tới liền nha quý vị nha. Ai kìa kìa kìa, Hồ Tiểu Vy đây nè, cưng đây nè, nè đây nè, đây nè, bên đây nè, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây nè, đây nè, đó đó đó, đó chơi lên giùm em, chơi lên giùm em chị ơi. Rồi đó đó, chạy đi cưng. Rồi anh kia đứng ngoài chợ tình ủng hộ 5 vé cho Hồ Tiểu Vy ship ra ngoài ngoài chợ đây lẹ đi Hồ Tiểu Vy ơi. Rồi chạy ra đó cưng, đó bán xong rồi. Vậy đi. Đúng rồi, ok rồi. Hồ Tiểu Vy, Hồ Tiểu Vy nhìn theo tay chị nè, chạy thẳng cái khu chợ tình bán 5 vé ngoài đó luôn. Rồi nói vậy thôi quý vị. Rồi, người đẹp Angola lệ rau cũng còn dài vậy, cuối tay quý vị thương tình ủng hộ cho người đẹp lệ rau nha quý vị nha. Vàng rực rỡ, vàng tươi tắn nha quý vị, rất là đẹp luôn. Rồi, vâng. Người đẹp lệ rau, chỗ quý vị nhìn kỹ cho đẹp lệ rau quý vị, chỗ nào cũng vàng quý vị, có một chỗ màu đỏ quét nha quý vị nha. Dạ. Trời guốc bà nội ơi, trời guốc màu đỏ, trời guốc màu đỏ. Chứ cái chỗ kia người ta thấy, người ta tưởng lạc xưởng nên người ta nghĩ ăn nè. Rồi ai chưa có chế ủng hộ thì em nhìn tờ lá vé đó nha quý vị nha. Những tờ lá vé cuối tay luôn là những tờ lá vé ít chuỗi nhiều mai. Người ta thường nói những bông hoa nở chậm luôn là những bông hoa đẹp nhất. Chắc là túi nó nọ không nổi đó em ơi. Ôi vậy hả? Rồi dạ bây giờ thì trời ơi hoa hậu lên rồi. Hoa hậu kìa. Thông báo đi, hoa hậu thông báo. Dạ kính thưa toàn thể quý vị, trong lúc bán vé thì quý chân có nhặt. Đẹp quá hả? Ở đây. Qua đây không sao. Để tôi đưa cho nè. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong lúc bán vé thì Quế Trân có nhận được một cây căn cước công dân của chị Quỳnh Ngọc Nước à. Nước là Thủy, Quỳnh Ngọc Thủy. Ông nội gì tự nhiên dạng bắt ngờ. Chị ơi, ai đâu, ai? Căn cước công dân của chị Quỳnh Ngọc Thủy. Ai đâu, ai là chị Thủy? Chị Thủy là chị nào? Ai đâu? Nè, khoan đi. Hoa hậu nhẹ nhàng. Bộ chị Thủy chỉ thiếu tiền mày hả? Không phải, chị có lùm được một cái căn cước công dân của chị Quỳnh. Mày điệu ai đi. Dạ nói vậy thôi quý vị, bây giờ em xin thông báo lại nha quý vị. Em có lụm được một cái căn cước công dân. Đưa coi ra sầu. Thọ. Dạ em có lụm được một cái căn cước công dân có gắn chip quý vị. Dạ tên là Quỳnh Ngọc Thủy. Thì chị Thủy ơi, chị đang ở đâu? Thì Ê cái này mày chị Thủy. Hai cái con này nhìn nó giống như hai là con khỉ. Hai con khỉ giống hơn. Dạ, một lần nữa thì chị Thủy ơi, chị ở đâu thì chị cứ liên hệ với lại hát nó tương nam, chúng em sẽ gửi tặng lại cái thẻ mà chúng em đã lụm được. Chúng em không có cần hậu tại gì đâu nha chị nha. Vâng, và đây là người đẹp tiểu tam còn 3 vé cuối nha quý vị nha. Chứ chị Thủy vẫn chưa lên sân khấu để nhận là căn cước nha quý vị. Rồi, ngay từ bây giờ thì không để chúng mình chờ đợi lâu. Rồi chị em khách mua và chạy bán vé đi em. 1 2 3. Vô. Rồi. Rồi, VIP gớt kim Vi ơi. Vi gớt kim kìa. Trời, kim Vi lòng thòng kìa. Ý là nó bị rớt lòng thòng. Ý bạn rớt lòng thòng tôi lưng thiệt mà. Chim bên kỳ cục quá. Cái gì vậy trời? Bi ơi, Bi. Bạn ghé người ta lên rồi bà nội. Chim chạy ra đằng trước. Bi lên lại đây nha. Anh khán giả bên kia anh hỏi nè, cái anh ở góc dưới anh hỏi là con chim của con Bi sao nó không có cái lông hả? Chim em sao không có lông? Chim em mới lớn chưa có lông. Kìa khách luôn kìa Bi ơi, chạy mua vé 1, 2, 3. Chạy Bi ơi. Rồi ba tự nhiên mắc con chim luôn. Con chim này chuẩn bị chết nha nè. Ôi chim đặt nữa hơn chim lạc bụng rồi nè. Rồi. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Ai chưa có giấy ủng hộ thì là phải cúi tay. Còn ai đã có vé rồi xin mời quý vị. Phan. Dạ Phan ạ. Dạ cho em mời một vị khán giả thân yêu lên trên sân khấu ạ. Ai? Người nào? Người nào lên đây? Hoa hậu. Mời người ta lên má ơi.
Rồi thôi bây giờ em mời chị gái đi. Ừ, hồi nãy giờ chưa có con gái. Chị gái đi, chị gái. Rồi chị cũng lên em mời người khác. Ai à? Ờ, xin mời anh trai lên đây. Rồi đó, nhanh gọn lẹ. Tại vì bây giờ hồi nãy giờ tụi em nó thời gian có hạn. Dạ, thời gian có hạn. Chị ơi, em mời chị lên thì em tặng con gấu. Có gì đâu mà chị mắc cỡ. Mày trời cũng... ơi, thiệt sao em đau lòng quá à. Vâng, và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa. Xin mời quý vị hôm nay mình sẽ có bắt đầu giờ số. Chị lại người ta quay banh chứ không phải người ta lên đây là chị, người ta mua vui ở chị nha. Chị nên giữ lòng tự trọng. Phong loại thần tài 30.000 cho một tờ lá vé cho quý vị mình ơi. Dòng lượt đầu tiên 5 phong vàng TNC. Mời tất cả quý vị khán giả mình cho số lên xe. Xuống chị đó, may chị đây, may chị đã, may chị đã mà đổi đứng lên nữa trời. Xuống chị đó, may chị đây, may chị đã, may chị đã, mời cô bác có dễ dùng này. Chờ lại đây, chờ lại đây, chờ lại đây nghe em kêu số. Xuống chị đây, may chị đây, may chị đã, may chị đã. Mày thì đây cha không ăn muối cha hương. Con trai cha mẹ chăm đường là con thứ 34. 34, 34, 34. 34, 34, 34 mới một con. Vô quẹt quẹt vô xuống kì đây xuống kì đây. Chị nằm quê tôi thằng cắt cỏ bay. Còn ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Chị nằm quê tôi với biết bao con người. Trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam. 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38 là 38, còn 38, 38, rồi thì ra mấy thì ra, mấy thì để mấy thì ra, đồng lại trong lòng là một đó hoàng mai, con 12, con 12, con 12, đến con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, mấy thì đây. Số gì đã đến hương nam lòng em quay quay đến đây đòi chẳng muốn ra đi muốn chia ly không nói được gì lời ta từ hay lời chia tay ra con số hai, con số hai, con số hai, con số hai, ra con số hai, con số hai, con số hai, con số hai, số gì đây mày gì đây, số gì đây thương em tôi áo đơn sơ ba ba dân cháu nước nhà nấu mặn mà hò hò. Mẹ muôn đời 31 ơi 31 31 31 31 31 34 mấy ta hai chị đây cái hai chị đây hai chị đây em thiếu gì học hành cho tốt 21 21 21 21 21 con 21 số gì đây, số gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra chẳng về, chẳng về, chẳng nhớ em chẳng, em về em nhớ hàng trăm duyên chẳng cười, con 20, con 20, con 20, con 20 con 20, con 20, con 20, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, duyên tình ta giờ đây ta như điều thật là chỉ muốn hay kéo số con tờ mây thôi. Cho đến hai hôm sau nghe tin em lấy chồng cũng là lúc đó tim anh tan nát nát tan cái đằng sau. 36 rồi 36 36 36 36 36 rồi 36 36 rồi 36 số gì đây số gì ra số gì đi con số gì đây số gì đi con số gì đây bình dương để làm bờ cắp sách mà đến trường mái tóc điểm sương tươi cùng mà bạn bè cùng nhau bài vẽ đánh chân và yên a không ngại tuổi già học hành mà cho tốt con số một 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 con số gì đây số gì đây ai yêu quê hương em qua thăm người miền tây yêu nhau quê tôi những chồng em dễ thương đâu ai bỏ người người dân nam e có điều lắm thôn rất ngay tâm hồn con số bốn con số từ đây con số bốn con số từ con số bốn con số từ mấy gì đây số gì đây số gì ra số gì đây số ra con mấy con bốn gì ra bốn gì đây bốn gì ra tông chào dương tư cao quyền phát phong chào việt ca nhiều dương thân yêu tình chúng ta này đánh cam ra 48 48 48 48 48 48
là 48. Con 15 mình vẫn còn một đường chờ sớm nha quý vị nha. Thành ra lá vé mà quý vị chờ ở dòng lời này mình khoan dội xóa bỏ. Và xin tặng cho anh Trang một con gấu bông. Cảm ơn anh đã hỗ trợ cái đó tôi 5 quý số nha. Wow, mời lên. Vâng ạ, và xin được cảm ơn anh trai đã hỗ trợ cho chúng em quay số. Và một lần nữa ai đọc giải, mình lên sân khấu để bắt đầu vào cờ dòng loại 160. Đúng dòng loại. Con số thời điểm kêu qua 15. Có 1 á. Số 4. Có 2. 36. Có 3. 48. Đổ á. Ta lá vé của chị gái vòng loại 159. Đúng dòng loại. 15. Có 1. 36. Có 2. 48. Có 3. Và số 4. Đổ á. Rồi ta lá vé số 4, 15, 36 của chị gái hoàn toàn hợp lệ thưa quý vị. Chị Lệ ơi, trời ơi. Anh làm quá trời, quá đất à. Chị Lệ nó mới ăn mắm tôm á. Rồi như vậy có hai vị chủ nhân. Trời ơi, cái gì vậy trời. Trời ơi. Rồi, dạ bây giờ chúng ta có hai vị chủ nhân kinh trùng cho vòng loại này. Thì không biết hai anh chị sẽ chọn cái gì ạ? Một là chúng ta sẽ chọn qua người đẹp lệ râu. Thí dụ như ai mà lấy phần trên đó là Diễm Hương. Ai lấy phần bây dưới là Lý Hùng. Mình sẽ hội ý nhau. Bình yên xích lại đây mình hội ý. Ôi bây ơi. Giờ hai người quyết định mình sẽ chia điều hay là mình. Ê, mà giống đi ăn trộm tao quá vậy mà nội. Hai anh chị có nghe cái mùi gì thoáng qua mũi mình không? Mùi nó mùi gì vậy? Thâm thủng mọi người ơi. Không có gì ngăn cách tình yêu, chỉ có hôi nách mới ăn. Thôi nói vậy thôi, bây giờ hai anh chị ơi mình chọn cái gì nè. Mình chia điều thì ai cũng sẽ có quà. Rồi xin mời hai anh chị vào bên trong nhận phần thưởng dạ của mình nha. Xin được chúc mừng hai vị chủ nhân may mắn. Rồi cuối số thì bên đây vẫn còn một lượt dò số nữa. Quý vị mình không coi số của mình nha. Mình sẽ dò số tiếp. Thế từ bây giờ mình cuối số bắt đầu dò số tiếp. Trời dò số tiếp thưa tất cả quý vị. Ăn sinh nhật xong rồi giàu quá trời. Số gì đây à? Năm gì đây? Khi xưa Alibaba như dựng cho sáng chiếc trên trình viên Alibaba. Năm mươi ba. Nó nói nó không chuyện với mày nữa kìa. Dạ. Nó đang nhảy. Mày chiếc số thật là đạo. Bây giờ tới chị My vô rồi chị nhảy tiếp. Ok vô. Số gì đây? Hai đơn với em đêm này. Quý vị mình kêu sân ca nhảy một hồi nó bảo đảm hai chân cút bị bể nha quý vị. Dò số tiếp. Trời ơi. Thấy ghê. Dò số tiếp. Số gì đây? Alo xin cuộc sống đẹp sinh ra con số 9. Còn 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 số 9. Tôi nói rồi. Tại cái mi của bà không thấy cái gì hết trơn hết trời. Còn sao đâu quý vị. Số 9 thưa quý vị. Còn số 9. Dòng loại tiếp theo sẽ là dòng loại 30. Tấm lá vé đâu nha quý vị nha. Một tặng một quý vị. Dòng loại mua một tặng một 30.000 đồng. Một tờ vé và tặng một tờ vé. Dòng loại 160. 160 đúng rồi. Con số gì điểm kêu qua đó chính là con số 9. Số 9 có 1. 21. 21 có 2. 38. 38 có 3. 53. 53 hợp lệ. Rồi dòng loại 159. 159 đúng rồi. Số 9 có 1. 15 có 2. 20 có 3. 48 hợp lệ. Dòng loại 184 đúng rồi. Số 9 1. 15 2. 20 3. 48 hợp lệ. 160 đúng rồi. Số 9 1. 15 2. 20 3. 48 hợp lệ. Rồi hung nữa rồi. Dòng loại 194 đúng rồi. Số 9
Số 9 có 1, 15, có 2, 20, 20 có 3, và 48. Hợp lệ. Cái đó là quả khuyến mãi. Không nữa rồi, không nữa rồi. Vâng, mình sẽ quyết định 1 là quay số, 2 là mình sẽ bổ và sẽ chia đều ra. Mình sẽ quyết định như thế nào ạ? Dạ, quay số. Người ta dạ, nói chia đều, cái lỗ tai chia đều. Chia đều để ai cũng có quà và ai cũng có tặng phẩm. Xin mời tất cả quý vị khán giả, mình sẽ bước xuống dưới để mình nhận quà tặng phẩm. Dòng loại tiếp theo là một dòng loại rất là đặc biệt cho quý vị nha. Mua một và được tặng thêm một vé nha quý vị nha. Đó, những dòng loại trước thì mình mua một vé, mình chỉ có một vé thôi. Nhưng mà dòng loại này vẫn là 30.000 đồng mà mua một vé được tặng một vé. Như vậy là mình đã có cơ hội đọc giải gấp đôi ha quý vị ha. Mình dò lá vé bên này rồi, mình sẽ dò tiếp lá vé bên này. Lá vé đôi quý vị đừng có xé ra, xé ra là không hợp lệ liền nha quý vị nha. Là coi như mình cho dù có đọc giải cũng không có được giải quyết. Lá vé đôi nha quý vị nha. Vâng, và khi quý vị mua một tờ lá vé đôi thì quý vị sẽ có nhiều cơ hội để quý vị trúng hơn. Nhưng nếu hai bên kinh trùng một con số thì sao hả chị Lệ? Mình chỉ tính một tờ vé, tại vì dòng loại này mua một, chúng em đã tặng cho quý vị một, thành ra chỉ tính một nha quý vị nha. Đúng rồi, đó cũng là một cái trường hợp rất là lâu lâu hiếm lắm mới có. Nhưng mà tụi em sẽ thông báo trước cho quý vị để cho tính nó rõ ràng hơn. Rồi, các nam thanh lịch ơi, các anh sẽ tràn lên lầu giùm em nha. Trên lầu đang rất là nhiều khán giả đang muốn mua. Lầu bên đây, cũng như là lầu bên đây, cũng như là lầu bên đây, và lầu bên kia nữa đó chị Lệ. Đúng, chính xác, em nói cái gì cũng đúng hết. Đây, dạ, một lần nữa, ai chưa có vé có việc giơ tay lên nha quý vị nha. Chúng em sẽ bán vé nhanh gọn lẹ luôn để mà mình cùng đến với những dòng loại đặc biệt tiếp theo nữa thưa tất cả quý vị. Rồi, ai chưa có vé có việc giơ tay, giơ cái tay, giữ cái tay, rồi BD nó nghe mùi tiền, nó chạy đến, nó phục vụ liền tay quý vị. BD nó rất là hay nha quý vị nha. Nhưng còn quý vị đưa lên là nghe mùi tiền chạy tới liền, phục vụ liền luôn. Đúng rồi nha quý vị nha. Ở trên lầu còn rất là nhiều anh chị đang muốn mua vé cho mấy người đẹp ơi. Chúng ta tản lên lầu giùm em nha. Ở trên lầu bên ngoài kia luôn vậy anh. Đó anh Thủ ơi. Và ngay bây giờ thì sao hả chị Lệ ơi? Ngay